Đối với nhiều người, đôi khi vì hãy nấu nướng lách cách hoặc thi thải muốn đổi bữa nên việc đi ăn ngoài hàng là lựa chọn số 1. Tuy nhiên, để kiếm được một quán vượt phục vụ đủ tiêu chí ngon bổ rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quả thật không dễ dàng. Vừa thế hệ đây, đồng đội mạng được fan xôn xao hãi hốt khi đọc được bài review gọn gàng về quán bún đậu nổi tiếng ở quận Bình Thạnh Sài Gòn, trong đó có chi tiết khá hải vị là dù đã được đổi sang mẹp thứ hai vì mẹp thứ nhất có chỗ bún mốt thì mẹp lần sau này vẫn y sao gì mốt mọc lên tùm lum. Trải nghiệm không vui này được chia sẻ bởi cô nàng tên tờ Nờ A, người nói rằng đã tận mắt đến ăn và chứng kiến. Trải nghiệm kém cỏi vui của câu người chơi khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Nguyên văn bài review, cô nàng viết, bún đậu A. Cờ nơi mình kém cỏi hay lui tới mỗi khi ngán cơm, thèm bún chi nhánh sâu viết, Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh. Buồn cái là hôm nay mình phát hiện bún bị nổi mốt lên um tùm. Và đây là mẹp thứ hai được bưng lên sau khi mẹp thứ nhất bún có màu xanh lá cây màu mốt, bưng xuống. Mình có gọi nhân viên xử lý như thế nào? Nhân viên bảo là sẽ gọi cho bên cung cấp bún xử lý, rồi xin số điện thoại liên lạc để nếu hai đứa mình ngộ độc thì đưa đi cấp cứu. Lúc này mình thế hệ nhờ nhân viên gọi cho quản lý để làm việc thì chỉ tờ. Quản lý, nói là đền bù cho tụi mình khác vào lần sau cũng, sao mà tôi dám thử lần nữa đây? Vấn đề ở đây là lúc tụi mình tới ăn thì quán đông gần như phun bàn. Nếu mọi người đều ăn phải bún mốt như tụi mình thì an toàn thực phẩm quán giải quyết như thế nào vậy? Mẹt bún đậu có bún bị mốt đen. Đính kèm bài viết là hình ảnh mẹt bún đậu với miếng bún còn nguyên vết mốt cùng hàng loạt bình luận phản hồi của những quan khách đã từng có trải nghiệm không hài lòng tại quán bún đậu này. Những phản hồi gần giống của những người đã ăn bún đậu tại đây trước đó. Những trải nghiệm đáng hải của những quan khách khác khi ăn tại quán bún đậu này. Ngay sau khi đăng tải, bài review này đã nhận về rất nhiều ý kiến bình luận của người dùng mạng. Người thì hải hải thốt lên, trời ơi, ăn bây giờ ở quán hải quá, bún mốt meo thế kia chứng tỏ vệ sinh thực phẩm không tốt, mẹt một bảo mốt đổi là không may nhưng đến mẹt thứ hai bún vẫn bị mốt thì quán này thực sự có vấn đề rồi. Tài khoản phường hờ, bờ, nờ viết, bún mốt từ ngoài như này là do dính dơ nên mốt. Ví dụ dùng đũa dơ để gắp, hoặc đồ ăn dính vào hoặc ướt nước mưa. Bún kia na cung mốt từ trong mốt ra hết và chuyển từ màu tiến thưởng thế hệ sang màu đen được. Này là do cách bảo quản tệ rồi. Bạn đợt, cá, lờ viết, ôi thế hệ ăn hồi trưa dứt, nhắm mắt nhắm mũi ăn bây giờ ăn năng quá. Nhìn hải quá luôn. Mình đi ăn một lần, cũng bị như vậy, phần rau thì như có người đã ăn rồi, gom gom bỏ vô cho đủ. Xong mình kêu người chơi nhân dân ra và thu được câu quán đông quá, chỉ thông cảm. Chấm hết luôn, một người chơi khác bức xúc viết. Đức Nam e sợ, nờ viết, mắm tôm không ngon. Dầu làm ngấy, nói tệ hơn là ăn kết thúc mình khó chịu bụng muốn ấy. Mặc dù chưa biết sao cuối quán bún đậu sẽ có nghĩa vụ với tân khách này ra sao, kết thúc câu chuyện về đồ ăn không ngon hay mất vệ sinh vẫn đang nối tiếp được cư dân mạng đem ra mổ xẻ. Bên cạnh đó, nhiều gamer thủ trẻ còn bảo nhau đi ăn hàng quán luôn luôn phải chú ý cẩn trọng, khéo lại có ngày phải lên mạng than thở như thế kia, vừa mất tiền vừa buồn chán cả người mà có ngày lại sinh bệnh.